Phụ nữ chúng ta thì thường có rất nhiều những nỗi lo khác nhau. Như như Nguyễn cũng thấy là khi mà chúng ta thấy là cơ thể của mình không còn được thon gọn nữa, mỗi khi mà chúng ta nhìn bản thân của mình trước gương mà cảm thấy rất là phiền muộn luôn. Từ đó thì cũng khiến cho mình là không còn cảm thấy tự tin trong cuộc sống hàng ngày. Bên cạnh đó thì có nhiều bộ trang phục rất là đẹp đó quý vị, mà chúng ta mua về rồi mình lại không tự tin khi mà chúng ta mặc nữa. Nhưng mà bây giờ đó quý vị, nếu như mà tại sao chúng ta lại kéo dài cái chuỗi ngày buồn phiền như vậy, khi mà mình phải lựa chọn được cho mình một dòng sản phẩm giúp cho mình là cải thiện được cái số đo vòng eo của chúng ta một cách hiệu quả như Nguyễn ha. Cạnh đó là không có người nào phát hiện được là chúng ta đang sử dụng những chiếc đai nịt bụng như đai nịt bụng của thương hiệu Ami cả. Để từ đó thì mình có thể tự tin nè, mặc với lại áo sơ mi khi mà chúng ta đi học đi làm, rồi kết hợp thêm với lại chân váy bút chì nữa, những bộ trang phục ôm sát vào cơ thể của mình luôn, hay là thậm chí khi mà chúng ta mặc áo dài nè, rồi thêm cả những bộ trang phục khi mà chúng ta đi dự tiệc nữa ha. Ngoài ra thì với sản phẩm có chất liệu co giãn cực kỳ tốt như vậy, cùng với lại những cái đường gân định hình ngay cái chỗ phần hông và lưng của mình, giúp cho mình tự tin khi mà chúng ta đi, chúng ta đứng, chúng ta ngồi. Ngoài ra thì còn có thể kết hợp khi mà chúng ta mặc thể dục nữa quý vị nha. Đối với những chị em phụ nữ nào mà chúng ta vừa sanh em bé xong thì đây là sản phẩm rất là cần thiết khi chúng ta có thể mặc thường xuyên, mặc mỗi ngày để nhanh chóng lấy lại số đo cơ thể của chúng ta các chị em ạ. Nhanh chóng đặt hàng ngay trong chương trình này với mức giá chỉ là 399.000 đồng mà thôi. Combo 2 chiếc đai nịt bụng Ami, nhận tặng thêm 5 chiếc quần lót cao cấp các chị em nha. Chị em phụ nữ thân mến, và thì ngày hôm nay với tất cả những điều mà Tú Trinh chia sẻ vừa rồi thì ngay bây giờ đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem làm cách nào để mà mình có thể nhanh chóng định hình và mình sẽ có được một vòng eo hợp lý hơn, lý tưởng hơn. Nhất là các chị em phụ nữ sau sinh thì có thể nhanh chóng lấy lại vóc dáng mỡ của mình, mặc quần áo cũng đẹp hơn, đi ra ngoài chọn trang phục gì ở mọi hoàn cảnh nào mình cũng cảm thấy là tự tin hơn. Bên cạnh đó thì các chị em mà nhân viên văn phòng hay các chị em mà có công việc phải ngồi nhiều, ngồi lâu thì mà chúng ta bị tích trữ cái vùng mỡ, vùng bụng bị tích trữ mỡ rất là nhiều, thì ngày hôm nay cũng đã có một giải pháp cho tất cả chúng ta rồi. Đó chính là combo 2 chiếc đai nịt bụng và giúp cho chúng ta có thể định hình vòng eo nữa, đến từ thương hiệu Ami. Đính xác đó Dương Nguyễn ơi. Và bây giờ quý vị thấy rằng sản phẩm của mình nha, có những màu sắc rất là cơ bản luôn, là màu đen và cả màu da như thế này. Tức là chúng ta mặc với trang phục nào ở bên ngoài đều được cả, từ trang phục tối màu và cả trang phục sáng màu các chị em nha. Và thưa quý vị, khi mà chúng ta thấy được là cái số đo vòng bụng của mình nó không còn được thon gọn như trước, chẳng hạn như với Trinh bây giờ, lúc này Trinh chưa sử dụng đa nịt bụng của thương hiệu Ami các chị em nha. Một lát nữa trong chương trình, Trinh sẽ đo trực tiếp cái số đo vòng bụng của mình luôn, để thấy được rằng là trước khi mà chúng ta sử dụng thì cái phần bụng dưới của mình nè, nó vẫn có những cái đường cong không có được như mình mong muốn một chút nào cả. Nhưng sau khi mà chúng ta sử dụng xong rồi thì mình sẽ thấy được sự khác biệt trước và sau khi mà chúng ta sử dụng. Đồng thời nó sẽ mang đến cho cơ thể của chúng ta một cái số đo cơ thể nó gọn gàng hơn, giúp cho mình không có còn lo lắng về cái phần bụng dưới của chúng ta có nhiều mỡ hay nữa các chị em nha. Nhưng mà quý vị đừng rời mắt khỏi màn hình tivi của nhà mình nha. Phải theo dõi ngay bây giờ để chúng ta có biết được ngay những cái bí quyết giúp cho mình tự tin hơn trong cuộc sống hàng ngày của mình với thương hiệu Ami, và mức giá chỉ là 399.000 đồng cho combo 2 đai nịt bụng của thương hiệu Ami, giúp chúng ta giảm số đo vòng bụng của mình là từ 5 cho đến 10cm luôn, với 2 lần hạ size như vậy các chị em nha. Ngoài ra đó, mua sắm trong chương trình này mình chắc chắn sẽ còn có thêm quà tặng đi kèm với mức giá vô cùng tiết kiệm rồi như Nguyễn Hà. Tặng cho mình nó là 5 chiếc quần lót cao cấp với 5 màu sắc như thế này đây, để chúng ta có thể dễ dàng thay đổi hàng ngày với chất liệu thoáng mát, hút ẩm và phù hợp với khí hậu tại Việt Nam của chúng ta các chị em nha. Các chị em mà hãy nhanh chóng theo dõi chương trình, đặt hàng từ những phút đầu tiên, còn ngay bây giờ thì mình đừng rời mắt khỏi màn hình TV của nhà mình nha. Sẽ có những bí mật bất ngờ ngay sau đây khi mà chúng ta sử dụng ngay đa nịt bụng của thương hiệu Ami. Khi mà bạn thường xuyên mặc cảm vì vòng eo to và bụng mỡ sau sinh, bạn đã cố gắng giảm cân trong cả một thời gian dài nhưng vẫn không giảm được vòng bụng, phải ngồi nhiều nè, ít có thời gian vận động khiến cho chúng ta bị tích trữ mỡ nhiều hơn và thường xuyên đau lưng, đau cột sống nữa, thì ngày hôm nay như Nguyễn Tú Trinh cùng VTV Hyundai Home Shopping mang đến một giải pháp dành cho bạn. Thưa quý vị, và giải pháp của chúng ta đó chính là hãy sử dụng thử đai nịt bụng của thương hiệu Ami quý vị nha. Săn chắc vòng 2 nè, hỗ trợ nâng đỡ vòng 1 của chúng ta nữa. Sản phẩm với chất liệu thun cao cấp luôn, vừa mềm mại vừa thoáng mát luôn. Bên cạnh đó là còn có thêm 4 đường gân quanh đai nữa, giúp sản phẩm không có bị xoắn từ đó nó ôm sát lấy cơ thể của mình các chị em ạ. Còn hỗ trợ định hình cột sống và thẳng lưng, giúp chúng ta đi đứng thoải mái và tự tin hơn. Ngoài ra có thêm 3 hàng móc gài, dễ dàng điều chỉnh size khi kích thước vòng eo giảm dần luôn. Hãy sử dụng mỗi ngày sẽ cho hiệu quả bất ngờ.
combo hai đai nịt bụng định hình và giảm vòng eo Ami ngày hôm nay có mức giá siêu hấp dẫn chỉ 399.000 đồng mà thôi. Bạn có đến 2 chiếc đai nịt bụng nha và còn được tặng thêm 5 quần lót quyến rũ nữa. Đặt hàng ngay để mình có thể thoải mái tự tin hơn diện mọi trang phục mình yêu thích. Thưa quý vị, và bây giờ thì hãy cùng quay trở lại với các câu chuyện mà những chị em phụ nữ của chúng ta thường hay chia sẻ với nhau. Điều gì khiến cho mình cảm thấy mất tự tin nhất khi mà chúng ta mặc trang phục ôm vào cơ thể của mình ạ? Chắc chắn là những cái vùng mỡ thừa trên cơ thể của mình rồi. Ở phần bắp tay các chị em ạ, ở cái phần hông của mình hai bên lườn và nhất là cái phần bụng dưới của chúng ta. Không biết là các chị em phụ nữ cảm thấy như thế nào, nhưng mà riêng với Trinh nha, mặc dù mình đã có tập luyện dục thể thao rồi, mình cũng đã có ăn uống điều độ, thế nhưng mà cái phần bụng dưới của mình do cái việc là chúng ta thường xuyên phải ngồi mỗi ngày, thành ra là nó sẽ vẫn có đường cái đường bụng dưới, những cái lường lớp mỡ đó như Nguyễn nó sẽ lộ ra như vậy, khiến cho mình không có tự tin. Và khi mà chúng ta mặc những chiếc váy ôm cơ thể của mình như thế này nè, thì chắc chắn là chúng ta sẽ rất là ngại, thậm chí là phải hóp bụng thường xuyên, phải lấy đặt tay che như thế này thì mới mang đến sự tự tin cho mình, phải không các chị em? Và nếu như bây giờ mà quý vị thấy là tại sao chúng ta lại cứ phải kéo dài cái nỗi lo của mình như vậy, mà tại sao mình lại không lựa chọn cho mình những dòng sản phẩm giúp cho mình cải thiện được cái số đo vòng hai của chúng ta một cách hiệu quả hơn, đồng thời kết hợp với chế độ ăn uống thì mình có thể tự tin giảm từ 3 đến 5 cm, thậm chí là từ 5 cho đến 10 cm luôn. Nhưng Nguyễn ơi, với đai nịt bụng Ami ngày hôm nay đó sẽ có còn nhiều bất ngờ lắm. Đúng rồi. Trước đó thì xin được mời Như Nguyễn nha và cả quý vị nữa, cho phép Trinh đó là sẽ đo luôn trực tiếp cái số đo vòng hai của mình, chứ là cái phần bụng dưới của Trinh nha quý vị, để xem bây giờ trước khi mà Trinh sử dụng đai nịt bụng Ami số đo là bao nhiêu và sau khi Trinh đã sử dụng rồi thì số đo là bao nhiêu quý các chị em nha. Đây, thật sự là mình không có muốn chia sẻ một chút xíu nào cả, nhưng mà các chị em hãy mình hãy nhìn xem nha, khi mà chúng ta đo cái số đo bụng dưới của mình như thế này nè, wow, đó, nó lên tới hàng số 8 luôn rồi quý vị ơi. Tức là cái phần bụng dưới của chúng ta nó sẽ bị tích trữ mỡ theo thời gian, nhất là sau khi mà chúng ta sanh em bé xong nữa thì nó sẽ lại càng nhiều hơn như vậy nữa các chị em nha. Đó, bây giờ quý vị nhớ nha, đây là cái mức 84 đúng không ạ, và lên một chút xíu thì nó sẽ nhỏ hơn, thế nhưng mà nó cũng rất là lớn luôn, để một lát nữa khi mà Trinh sử dụng luôn cái đai nịt bụng Ami này thì nó sẽ có cái hiệu quả như thế nào các chị em nha. Rồi, vậy thì bây giờ đây Tú Trinh sẽ bắt đầu là dùng thử đai nịt bụng của thương hiệu Ami để cho chúng ta xem được hiệu quả ngay lập tức như thế nào, giúp cho chúng ta có thể định hình được cái vòng bụng của mình đồng thời mình còn được giảm được cái số đo vòng eo, không chỉ là giảm ngay lúc mà mặc vào đâu quý vị, mà sử dụng trong thời gian dài thì nó sẽ có hiệu quả, nó giảm thật sự luôn, nó sẽ giảm số đo vùng bụng của mình từ 3 đến 5 cm, và lâu dài sẽ từ 5 đến 10 cm nữa. Cho nên ở mỗi cái chiếc đai như thế này thì sẽ có 3 cái nấc để mà chúng ta có thể dần dần thu giảm lại cái kích thước của chiếc đai, giúp cho nịt cái vòng bụng của mình chặt hơn nè, và nó phù hợp với cái vòng eo của mình đang được giảm dần. Và ngay bây giờ đây thì Tú Trinh sẽ cùng trải nghiệm sản phẩm ngay tại trường quay luôn quý vị nha. Trinh biết là hôm nay là Như Nguyễn đã mặc trước rồi đó, cho nên là cái số đo vòng eo của Như Nguyễn nó đẹp hơn bình thường so với mọi ngày Trinh thấy nha. Thêm một chiếc áo đen nữa thì cái đường cong cơ thể mình nó hiện rất là rõ luôn. Còn bây giờ các chị em khi mà chúng ta lo lắng rằng là mình vừa sanh em bé xong, số đo vòng hông mình không còn được như trước đây, mình đang tăng cân nè, hoặc là chúng ta phải ngồi quá nhiều, thì đây sẽ là một cái giải pháp giúp cho mình chủ động tự tin hơn khi mình cố định được cái số đo vòng hai của mình các chị em nha. Mình nhìn xem đây là mình sẽ có những cái đường gân được bao quanh đai phải không ạ? Và những cái đường gân này định hình nè, nó giúp cho cái phần cột sống, cái phần lưng của chúng ta nó thẳng hơn, khi chúng ta ngồi sẽ không bị gù lưng và khi đi đứng nó cũng rất là đẹp các chị em nha. Ngoài ra thì bây giờ với chất liệu co giãn như thế này đây, mình có thể là nó phù hợp với lại nhiều số đo cơ thể khác nhau luôn. Trinh sẽ sử dụng một chiếc đai nịt bụng Ami với size là M các chị em nha. Và ở đây là mình sẽ có 3 nấc cài, nhưng mà riêng bản thân của Trinh đó quý vị, Trinh sẽ cài luôn là cố gắng là mình cài luôn là vào cái nấc ở phía trong cùng, cái nấc số 3, để chúng ta có thể xem được là cái sự cải thiện nó như thế nào các chị em nha. Đó, quý vị có thể thấy là Tú Trinh đang bắt đầu rồi, rất là dễ đây, thao tác quý vị ạ. Đầu tiên có thể là lúc đầu mà mới sử dụng chưa quen. Chúng ta làm quen với áo thì chúng ta chỉ cần là gài ở nấc ngoài thôi. Rồi sau đó từ từ sau một cái thời gian mà chúng ta sử dụng quen rồi, vòng eo của mình đã giảm được rồi, vòng bụng của mình cũng giảm đi rồi. Wow. Thì mình bắt đầu là dời vào những cái nấc bên trong để tạo nên những cái đường eo con kiến nè, hấp dẫn hơn nè, cảm thấy là đường cong của mình nó cũng mượt mà, dáng mình cũng lụa là hơn đúng không ạ? Rất là dễ dàng sử dụng luôn. Mà bây giờ Tú Trinh sẽ có một cái thao tác là đo lại nữa cho quý vị thấy là đã giảm được vòng eo như thế nào nha. Quý vị ơi, bây giờ là tại vì Trinh á là vừa làm vừa nói cho quý vị nhìn á, là thấy là quý vị thấy không, là khi mà chúng ta sử dụng nó sẽ không có được tự nhiên như là mình ngồi không mình làm. Nhưng mà quý vị tại sao Trinh phải làm trực tiếp như vậy? Để Trinh chứng minh cho quý vị thấy một điều rằng là nó rất là dễ khi mà chúng ta sử dụng. Giờ đây nha, mình đã có được một cái vòng eo nó khác hơn rồi. Đúng rồi. Hoàn toàn thoải mái khi mà chúng ta cử động như vậy luôn. Thậm chí là mình có thể là gập người như thế này là quý vị, chúng ta cầm nắm vật dụng, chúng ta chạy xe máy, chúng ta bồng em bé của nhà mình,
mình, chúng ta vắt sữa cho các con của nhà mình khi mà đang cho em bé bú nữa, và làm việc công việc khác khi mà chúng ta nấu ăn luôn, mình cầm nắm vật dụng mình cũng cảm thấy hoàn toàn thoải mái các chị em ạ. Đó chính là lý do tại sao mà chúng ta cần phải sở hữu ngay những sản phẩm như đang địch bụng của thương hiệu Amy như thế này. Nó giải quyết những cái vấn đề như là cái số đo phòng 2 không còn được như mình mong muốn nữa. Giờ đây thì một chiếc váy bút chì nè, nó ôm vào cơ thể của mình, và nhìn từ đằng xa đó quý vị ạ, thấy là eo của Trinh nó thắt lại hơn, cảm giác là nó thon gọn hơn rất là nhiều. Đúng rồi. Nhưng mà nó không hề có cảm giác khó chịu, không nóng nực, không khiến cho mình bị đau lưng các chị em nha. Mà ngược lại, nó giúp chỉnh dáng cho cái phần lưng của chúng ta nè, mình ngồi sẽ không có bị gù của phần lưng của chúng ta. Đồng thời khi mà chúng ta ngồi làm việc đến máy vi tính, chúng ta làm việc nhà vẫn cảm thấy rất là tự tin luôn. Nhưng mà để hiệu quả hơn đó Như Nguyễn ạ, thì Trinh xin phép nha, mình sẽ lấy luôn một cái sợi dây thước đo như hồi nãy đó để mình đo lại, và sau đó là mình sẽ so sánh xem là trước và sau khi mà chúng ta dùng sản phẩm này thì nó sẽ khác biệt như thế nào. Đồng ý. Mình lấy ngay đây nha. Rồi. Lúc nãy Nguyễn nhớ không, là như 84 đúng không? Đúng rồi, cho phần bụng lớn. Thì bây giờ không muốn là nhấn mạnh nhắc đi nhắc lại đâu, nhưng mà để cho các chị em phụ nữ của chúng ta thấy được cái hiệu quả của chiếc đai nịch bụng này. Và bây giờ thì Tú Trinh đo đi xem nào, đã giảm được bao nhiêu rồi Tú Trinh ha. Ồ, quý vị hãy nhìn trực tiếp vào đây khi mà Trinh đã mặc tiếp cho quý vị luôn, trước và sau khi mà chúng ta sử dụng. Lúc đầu quý vị thấy rằng là cái phần bụng dưới của Trinh chỗ này nè, nó sẽ hơi bị tròn ra đúng không ạ? Nhưng giờ đây khi mà đã sử dụng ngay luôn, đó chính là chiếc đai đặt bụng Ami, thì số đo bây giờ chỉ còn là 75 thôi, 75, 74, mà lúc đầu là tới 84 luôn. Wow, wow, tức là chúng ta thấy được là cái sự khác biệt rất là nhiều. Đồng thời là mình vẫn cảm thấy thoải mái luôn trong việc mà chúng ta vận động di chuyển như vậy. Đây là số đo trực tiếp các chị em nha, đừng rời mắt khỏi màn hình TV của nhà mình ạ. Những gì mà Trinh đang trải nghiệm ở đây là những gì mà thật sự chúng tôi mong muốn chia sẻ dành đến cho các chị em phụ nữ của nhà mình. Hãy kết hợp thêm với lại việc là chúng ta ăn uống điều độ nè, có chế độ luyện tập và kem giảm mỡ nữa trong những trường hợp mà chúng ta vừa sanh em bé xong, thì mình sẽ nhanh chóng lấy lại số đo cơ thể của mình. Như Nguyễn có biết không, có nhiều chị em phụ nữ đó sau khi sanh con xong á, là vòng bụng của mình nó không còn được săn chắc nữa. Đúng rồi. Khiến cho mình rất là buồn lòng luôn. Ngoài cái việc là chúng ta chừa muối cho cái phần bụng của mình, rồi chúng ta phải sử dụng thêm đó chính là những cái đai nịch bụng như thế này nè, kể là khi có mà kem tan đúng mỡ rồi nữa. Kem tan mỡ nữa, rồi khi mà chúng ta ngồi chúng ta làm việc, chúng ta cho em bé bú chẳng hạn, thì mình vẫn có thể là sử dụng luôn, không hề gây đau lưng. Mà từ đó đó quý vị, mình kiên trì mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút thôi, thì mình sẽ nhanh chóng lấy lại số đo vòng 2 của mình như là mong muốn luôn đấy ạ. Đúng rồi đó quý vị ạ, cho nên là ngay bây giờ đây hãy giúp cho mình tự tin hơn khi mà mình diện mọi loại trang phục, cho dù là mình mặc ở nhà cũng được nè, hay là mình mặc mà đi làm, mình đi làm trở lại rồi mình cũng cảm thấy tự tin hơn với những cái chiếc đầm ôm như thế này. Quý vị thấy không, nãy giờ là Như Nguyễn đang mặc chiếc đai đó mà chúng ta không hề phát hiện đúng không nào, và chúng ta cũng cảm thấy được là đã có một cái vòng eo lộ rõ ra hẳn, và như vậy thì chúng ta có thể là yên tâm để mà diện những cái chiếc đầm ôm body rồi quý vị nha. Mình có thể chọn màu đen như thế này, hoặc là mình cũng có thể chọn màu kem cho những cái chiếc đầm sáng màu hơn, cho áo dài nè, rồi cho những cái chiếc áo sơ mi của mình để đi làm nữa, ngồi cũng không có bị hằn cấn đâu quý vị, mà Như Nguyễn di chuyển cũng rất là dễ dàng. Có một điều mà Như Nguyễn muốn chia sẻ là nhiều chị em phụ nữ của mình sau khi mà sử dụng đai nịch bụng thì hay bị dị ứng, hay bị ngứa ở vùng bụng. Lý do là những cái chiếc đai đó thì nó làm cho chúng ta bị bí mồ hôi, Tú Trinh. Đúng khi rồi. Mà đổ mồ hôi như vậy, nhiều người không thích hợp thì sẽ bị ngứa ngáy khó chịu, mở đai ra thì bị nổi mẩn đỏ. Tuy nhiên là với chiếc đai này thì có một cái thun cao cấp, cho nên là co giãn rất là tốt, thoáng mát nữa, cho nên nãy giờ mình sử dụng mình đâu có cảm thấy là hầm bí hay là nóng đực gì đâu đúng không nào. Chính xác đó quý vị ơi, hoàn toàn thoải mái luôn, là những cảm nhận mà những chị em phụ nữ như là Trinh và Nguyễn đang chia sẻ với tất cả quý vị. Và ngoài những chiếc áo đầm ôm như là Trinh và Nguyễn đang mặc, thì đối với những chị em phụ nữ mà chúng ta thường xuyên mặc áo sơ mi công sở khi đi làm hay là áo dài, thì quý vị có thể nhìn xem là ở đây nha, Trinh sẽ có một chiếc áo sơ mi, và ở bên trong các chị em ạ, thì mình vẫn có thể là chúng ta sử dụng luôn ở đây, là đó chính là một chiếc đai nịch bụng như thế này đây. Và cũng tương tự như vậy, chúng ta ngồi làm việc máy vi tính ở văn phòng thà cả ngày thì mình vẫn cảm thấy rất là tự tin các chị em nha. Đó, các chị em ơi, nó sẽ ôm từ cái phần chân ngực của mình nè đến cái phần bụng dưới luôn, nó đẩy vòng một cũng cho chúng ta lên, và từ đó thì nó sẽ còn đẩy vòng một của mình nè, giúp cải thiện số đo vòng một của mình, đồng thời nó còn ôm lấy cái phần bụng dưới của chúng ta nữa. Đó, các chị em hình dung xem nha, với những cái phần mũi tên mô phỏng như vậy đây, nó giúp đẩy thon gọn cái phần của chúng ta như thế này các chị em nha. Đó, từ bên đó thì chúng ta có thể là tự tin hơn rất là nhiều luôn. Và ngoài ra đó quý vị, thì mà có thể là chúng ta mặc được luôn với lại áo dài đó Như Nguyễn à. Đúng rồi. Thường nhiều người cứ nghĩ rằng là áo dài ví dụ như là mặc vào ôm vào cơ thể của chúng ta thì mình sẽ hơi ngại đúng không ạ? Nhưng mà không sao các chị em nha. Khi mà chúng ta mặc áo dài hoặc là đầm ôm như là Trinh đang mặc, hoặc là ở đây có một
mannequin đang sử dụng quý vị ạ. Thì mình có thể hình dung xem nè, nó sẽ ôm sát lại, nó siết cái vòng eo của chúng ta lại nha, nó đẩy cái phần ngực của mình trông cao hơn và quyến rũ hơn, nó ôm lấy cái phần bụng dưới của mình ở đây, nó có tới 1-2-3 hàng nút gài luôn. Và chỉ một sản phẩm như vậy nó giảm từ 3-5 cm rồi, nhưng mà ở đây là combo 2 đai nịt bụng Ami, tức là chúng ta mua sắm một lần với mức giá là 399.000 đồng, nó giảm từ 5-10 cm khi mà chúng ta sử dụng đều đặn trong một khoảng thời gian các chị em nha. Từ nay thì mình sẽ thật sự tự tin khi mà mình cải thiện được cái số đo vòng hai của mình một cách rất là hiệu quả. Và như Nguyễn à, hãy nhìn lại Trinh nha, khi mà Trinh thấy rằng là cái số đo vòng hai của mình đó nó sẽ siết lại như thế này nè, mình tự tin hơn rất là nhiều, phải không các chị em ạ? Mình quay ngang, mình quay trái, mình cảm thấy cực kỳ thoải mái các chị em ơi. Mà có một cái điểm đáng chú ý lắm nha quý vị, khi mà mua hai đai nịt bụng, mua combo này nè, thì đặc biệt là chúng ta sẽ được hai size khác nhau luôn, chứ không phải là mỗi lần gọi và chỉ có một size thôi. Tại vì sao quý vị biết không, khi mà chúng ta đeo cái đai này rồi, trong cái thời gian mà chúng ta làm quen, sau một cái thời gian dài thì mình bắt đầu là sẽ có cái vòng eo và vòng bụng nhỏ hơn nữa. Như vậy thì khi đó mình sẽ phải cần một chiếc đai nhỏ hơn để phù hợp với vòng eo vòng bụng của mình lúc đó. Bây giờ thì quý vị có thể yên tâm, một chiếc đai ví dụ như giao size M thì cùng với đó sẽ là một cái chiếc đai size S nữa. Và đai nào cũng sẽ có những cái đường gân phân bố đều khắp đai như vậy nha quý vị nha, để mà chúng ta giúp là giữ cố định được cái chiếc đai này của mình nè, và nó cũng không có bị cuộn tròn trong cái lúc mình mặc nữa Tú Trinh. Khi mà bị cuộn tròn nó sẽ rất là khó chịu, mà nó còn làm quần áo xấu hơn, chưa kể nó co giãn như thế này, cho nên là phù hợp lắm khi mà các chị em phụ nữ của mình diện với trang phục dạ hội nè, rồi đi làm, hay là chưa kể là cho con gái mặc áo dài cũng đẹp nữa. Mà chính không xác. Chỉ có combo hai đai nịt bụng định hình để rồi giảm vòng eo của mình đến từ thương hiệu Ami, mà chúng ta còn có thêm quà tặng nữa quý vị nha. Quà tặng cũng cực kỳ hấp dẫn luôn, đó chính là 5 chiếc quần lót với màu sắc ngẫu nhiên, mua một lần như vậy mà được tới tận 7 món luôn á Tú Trinh ạ. Wow, như vậy với mức giá 399.000 đồng thì quả thật là cực kỳ tiết kiệm rồi phải không các chị em ạ? Và chúng ta đang phải lo lắng về vòng hai của mình, chúng ta cần phải giải quyết những cái vấn đề đó một cách thiệt là hiệu quả mà vẫn mang đến sự tự tin, và có thêm 5 quà tặng như thế này đây. Thì ngay bây giờ các chị em ơi, chúng ta đừng chần chừ nữa nha, mức giá một lần nữa cho combo 2 đai nịt bụng của thương hiệu Ami với hai size khác nhau trong một combo như vậy chỉ là 399.000 đồng mà thôi, mà chúng tôi còn giao về tận nhà cho mình nữa. Quý vị không cần phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí giao hàng nào luôn đấy ạ. Hãy nhanh chóng đặt hàng ngay, bởi vì số lượng quà tặng đi kèm rất là có hạn luôn. Và Trinh tin một điều rằng các chị phụ nữ của mình sẽ luôn luôn có được số đo vòng 2 thật sự gọn gàng như chúng ta mong muốn. Quý vị thân mến, có lẽ là bao nhiêu lâu nay chúng ta đã phải sống chung với phiền muộn, sống chung với những nỗi lo lắng về số đo của cơ thể. Đặc biệt là các chị em phụ nữ của mình sau khi sinh con thì rất là mong muốn là được gái một con trong mòn con mắt. Nhưng mà sao ráng hoài, cố hoài vẫn chưa có được, nỗ lực bao nhiêu, tập thể dục bao nhiêu, vòng eo cũng không giảm hết. Trong khi là trở lại với công việc rồi mà dáng của chúng ta vẫn chưa có tự tin trở lại. Vậy thì ngày hôm nay hãy sử dụng giải pháp của chúng tôi, đó chính là combo 2 chiếc đai nịt bụng định hình và giảm vòng eo đến từ thương hiệu Ami. Nhiều khi các chị em của chúng ta lo ngại, tại vì sanh mổ thì dễ lấy dáng, sanh thường thì dễ lấy dáng hơn, nhưng mà sanh mổ thì rất là lâu lấy lại được cái vòng eo cũ của mình. Cho nên là các chị em ra sức tập luyện, thậm chí là có nhiều chị em ăn kiêng nữa, nhưng mà ăn kiêng không đúng cách thì sẽ rất ảnh hưởng tới sữa cho em bé. Thế nên là các chị em vất vả đủ điều, lựa chọn trang phục nhiều khi đem về rồi nhìn nó chứ không có dám mặc vào, tại vì khi đó thì vóc dáng cũng không còn đẹp nữa. Nhưng mà ngày hôm nay sử dụng đai nịt bụng vào là chúng ta có thể yên tâm sử dụng trong mọi trường hợp luôn Tú Trinh nha. Đi làm cũng được, đi dự tiệc lại cũng được nè, rồi cùng gặp gỡ bạn bè cũng được, thậm chí là tập thể dục cũng có thể đeo được chiếc đai nịt bụng này luôn. Như vậy là khi mà chúng ta có đai nịt bụng Ami mà có đến hai size như vậy đó như Nguyễn ha, khi mà chúng ta bắt đầu hạ được cái số đo vòng eo của mình rồi thì mình có thêm một chiếc đai nhỏ hơn nữa. Tức là nó cực kỳ tiết kiệm mặt chi phí, phải không các chị em ạ? 399.000 đồng mà có ngay sản phẩm nó vừa dễ chịu nè, bên cạnh đó lại còn dễ mặc và dễ dàng sử dụng nữa. Đừng quên là sẽ có thêm quà tặng trong chương trình này các chị em nha. Hãy nhanh chóng đặt hàng ngay để chúng tôi giao hàng về tận nhà cho tất cả quý vị luôn. Bạn thường xuyên mặc cảm vì vòng eo to và bụng mỡ sau sinh, bạn đã cố gắng giảm cân rất nhiều lần nhưng vẫn không giảm được vòng bụng, bạn phải ngồi nhiều, công việc của mình ít có thời gian vận động và thường xuyên đau lưng, đau cột sống, thì ngày hôm nay không thể bỏ qua thời gian phát sóng này cùng với sản phẩm của chúng tôi trên VTV Hyundai Home Shopping. Và với dòng sản phẩm ngày hôm nay quý vị sẽ có ngay, đó chính là một chiếc đai nịt bụng đến từ thương hiệu Ami các chị em nha. Và với sản phẩm là của chúng ta, quý vị có thể dễ dàng sử dụng luôn, giúp cho mình là săn chắc vòng 2 nè, hỗ trợ nâng đỡ vòng 1, có
chất liệu thun cao cấp mềm mại và thoáng mát, 4 đường gân quanh đai không bị xoắn, luôn ôm sát, hỗ trợ định hình cột sống và giúp chúng ta thẳng lưng khi mình đi và đứng nữa. 3 hàng móc gài dễ dàng điều chỉnh size khi kích thước vòng eo giảm dần và giảm dần, sử dụng mỗi ngày sẽ cho hiệu quả bất ngờ hơn. Và khi mà chúng ta sử dụng nó như Nguyễn à thì nó cũng rất là đơn giản luôn. Tuần đầu tiên mình hãy làm quen với áo, mỗi ngày chúng ta mặc 2 giờ thôi, và sau đó thì mình cứ tăng thêm mỗi ngày là 30 phút nữa. Tuần thứ hai mình tăng tốc lên nào, hãy giảm eo thật hiệu quả, mình mặc 4 giờ một ngày và cứ mỗi ngày sau mình tăng thêm 30 phút nữa. Và đến tuần thứ ba hãy lắng nghe cơ thể của mình và chúng ta từ đó sẽ điều chỉnh được thời gian mặc làm sao cho nó thoải mái với các chị em nha. Cho nên khi mà chúng ta sử dụng ra nịt bụng Ami này, mình không cần phải lo lắng trong quá trình sử dụng đâu ạ. Đặt hàng ngay đi quý vị, bởi vì trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, chúng tôi mang đến cho quý vị combo 2 đai nịt bụng định hình và giảm vòng eo Ami với một mức giá siêu hấp dẫn chỉ 399.000 đồng mà thôi. Còn tặng thêm 5 quần lót quyến rũ, thoải mái diện mọi trang phục mình yêu. Chào mừng các chị phụ nữ của mình đang cùng quay trở lại với chương trình đặc biệt ngày hôm nay. Và bây giờ các chị em mà đối với Trinh thì thật sự là Trinh cảm thấy rất là tự tin luôn khi mà mặc một chiếc váy ôm bút chì như thế này. Và Trinh đã cố tình mặc lộ ra bên ngoài, đó chính là chiếc đai nịt bụng của thương hiệu Ami. Và quý vị ơi, trước khi mặc á thì lên là số đo là 84, nhưng mà sau khi mặc thì phần bụng dưới của mình nó chỉ còn có 74-75 thôi, tức là nó giảm rất là hiệu quả đúng không ạ? Đúng rồi. Và nó còn giúp cho mình đó như Nguyễn à, là nó giúp cho mình là đẩy cái vòng một của mình lên cao, giúp cho cái số đo một của mình nó trở nên nó cao hơn, nó quyến rũ hơn. Ngoài ra thì nó giúp cho mình là có cái phần hông và thắt lưng như vậy các chị em nha. Khi mà chúng ta mặc váy ôm và cơ thể của mình như thế này nè, đó thì mình cũng cảm thấy là tự tin hơn rất là nhiều luôn. Và từ đó thì 3 vòng trên cơ thể của chúng ta nó cũng sẽ được thể hiện một cách rõ ràng hơn và tự nhiên hơn, giúp cho mình là thật sự tự tin trong những trang phục khác mà trước giờ mình mua về là mình không có dám mặc. Mình cảm thấy hơi lo lắng mà mình chỉ để ngay trong tủ của nhà mình thôi. Nhưng giờ đây thì mình đã có một cái giải pháp dễ dàng sử dụng nè, dễ mặc nè, thoải mái nè, hiệu quả nữa. Quý vị ạ, trên cơ thể là xoay được ở nhiều tư thế khác nhau nha. Đó, xoay ngang, xoay trái nè. Thậm chí là khi mà chúng ta gập bụng như thế này, chúng ta cúi xuống, chúng ta lấy vật dụng, chúng ta chạy xe gắn máy, chúng ta ngồi máy vi tính, chúng ta làm việc cả ngày luôn cũng không sao cả. Chúng ta đang ôm em bé của nhà mình nè, đang vắt sữa cho con, chuẩn bị cho con bú hoặc đang nấu ăn nữa, hoàn toàn thoải mái luôn và nó không hề gây cản trở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta các chị em nha. Nhưng mà sau một khoảng thời gian sử dụng đều đặn thì thứ nhất với đai đầu tiên nó giảm cho mình từ 3-5 cm. Và khi mà được giảm rồi đó như Nguyễn à, mình có đai nhỏ hơn nữa là nó giảm cho mình từ 5-10 cm luôn. Như vậy là chúng ta sẽ có 2 size, 2 kích thước trong cái combo ngày hôm nay khi mà quý vị nhận được nha. Với màu sắc mà chúng tôi sẽ giao ngẫu nhiên, một chiếc màu đen, một chiếc màu kem như thế này, để chúng ta có thể là dễ dàng phối hợp với nhiều loại trang phục khác nhau. Và quý vị biết không, như Nguyễn nghĩ là không chỉ có các chị em mà sau khi sinh mà chúng ta cảm thấy khó chịu đâu, mà chúng ta sẽ còn có các chị em mà thường hay làm việc văn phòng, công việc mà thường ít vận động á, thì chúng ta cũng cần đến một cái chiếc đai mà có thể là co giãn tốt như thế này nè, để mà mình có thể thoải mái mình đi lại ha. Rồi mình ngồi mình đi làm việc, hay là mình đi cả ngày, thậm chí là mình làm mà 8 tiếng đồng hồ mình mới về á, thì nó cũng thoải mái bởi vì chất liệu thun cao cấp, sẽ cảm thấy là không có bị mà hầm bí đâu. Bên cạnh đó thì sẽ có 4 cái đường gân như thế này, quý vị có thể thấy là 4 đường gân đi dọc suốt cả chiếc đai luôn, để giúp cho chúng ta định hình chiếc đai này lại và không có bị là sẽ bị cuộn tròn. Như vậy thì nó sẽ làm xấu luôn cả cái hình ảnh bên ngoài và cả cái bộ trang phục bên ngoài của mình nữa. Nhưng yên tâm, với chiếc đai này nó sẽ định hình và ôm lấy cái vòng eo của mình như thế này đây. Đó, quý vị có thể thấy là khi mà nịt đai vào thì chúng ta sẽ có một cái vòng eo đẹp hơn. Như vậy thì các chị em phụ nữ mà không có được vóc dáng đồng hồ cát, với chiếc đai nịt bụng này cũng có thể sẽ có được cái vòng eo đồng hồ cát luôn quý vị nha. À, như vậy là sau bao nhiêu nỗ lực các chị em giảm cân không được nè, tập hoài cũng không xong, ăn kiêng cũng chưa được, thì với đai nịt bụng này sẽ là một người bạn hỗ trợ rất tốt. Và chúng ta sẽ có được cái chất liệu thun co giãn như thế này, mặc vào là sẽ giảm ngay từ 3-5 cm. Những cái phần mở thừa hai bên hông nè, bên lường nè, sẽ được dồn vào bên trong. Như vậy thì sẽ không có sợ là bị tràn ra bên ngoài theo cách nói thông thường các chị em đó. Mà chúng ta sẽ có được một cái vòng eo cong hơn, quyến rũ hơn nữa quý vị nha. Từ phần bụng trên tới phần bụng dưới luôn, chúng ta vẫn có thể là được che đậy cái phần mở thừa của mình. Lâu dần khi sử dụng thì sẽ còn được giảm từ 5-10 cm nữa quý vị ạ. À. Và trong lúc tập thể dục mình cũng có thể mặc được luôn, bởi vì chiếc đai này rất là dễ co giãn. Tập thể dục mà mặc cái đai này nè Tú Trinh, thì sẽ có một cái lợi ích là giúp mình siết cái cơ bụng của mình lại nữa. Cho nên là cơ bụng sẽ còn được giảm nhanh hơn nữa đó Tú Trinh. Đúng rồi, và thêm một bí quyết
tiết nữa cho các chị em phụ nữ nhà mình là chúng ta có thể là sử dụng thêm những cái loại kem thảo dược tan vỡ nha, có chiết xuất từ gừng nè, khi mà chúng ta xoa và mình massage cho nó nóng lên, và chúng ta kết hợp thêm cái phần đa nịt bụng ami như vậy nữa, thì quý vị có thể là chúng ta mặc hàng ngày luôn, từ 8 đến 10 tiếng hoàn toàn thoải mái, mặc khi đi làm, mặc khi chúng ta đi chơi nè, ngồi tàu xe cũng được luôn, và khi chúng ta chăm con của mình ở nhà cũng vẫn hoàn toàn thoải mái các chị em nha. Chứ không phải là chúng ta lo lắng đó chính là mặc những cái đa nịt bụng này nó khó chịu, nó gây ngộp thở, đó làm cho mình cảm thấy là nóng mất cái phần bụng của mình. Không hề các chị em ạ, với sản phẩm của chúng ta là có chất liệu thoáng mát và co giãn tốt nữa, đồng thời với những cái đường gân nó sẽ cố định cái phần lưng của mình. Đúng, nó không có làm cho mình là bị đau lưng, bị gù lưng khi mà chúng ta ngồi, thậm chí là khi mà chúng mang vào như bây giờ đó Nguyễn, muốn đứng gù lưng cũng không có được nữa. Chúng ta luôn đứng một vóc dáng là đẹp hơn, từ đó thì khi mình đứng thẳng lưng đó quý vị, thì mình giúp cho cái phần dáng của mình định hình tốt hơn nè. Đó, mình thấy được là cái đo vòng 1 của mình, rồi cả là vòng 2 và cả là vòng 3 của chúng ta nữa. Với mức giá chỉ là 399 đồng mà thôi, có ngay combo 2 đa nịt bụng Ami với 2 size khác nhau. Ngoài ra nhận tặng thêm 1, 2, 3, 4, 5 quà tặng như thế này. Hãy nhanh chóng đặt hàng ngay các chị em nha, bởi vì số lượng quà tặng của chúng ta rất có hạn. Đặt hàng ngay bây giờ, chúng tôi nhanh chóng giao trọn bộ sản phẩm về tận nhà cho mình luôn, và miễn phí giao hàng 63 tỉnh thành trên cả nước. Từ nay với giải pháp là chiếc đai nịt bụng định hình và giúp giảm vòng eo đến từ thương hiệu Ami, thì chúng ta sẽ bắt đầu xóa dần những cái nỗi lo muộn phiền liên quan tới việc là giảm mỡ vòng 2. Rồi làm sao mà chúng ta có cái số đo đẹp nhất để mà diện trang phục giờ dạ hội nè, đi tiệc nè, hay là đi làm công sở nữa, giúp cho mình tự tin hơn. Vậy thì ngay bây giờ đây, đặt hàng ngay đi quý vị ạ. À, vì trong thời gian phát sóng của chương trình này, hai chiếc đai nịt bụng này sẽ được giao về tận nhà cho quý vị với một mức giá cực kỳ ưu đãi là 399.000 đồng mà thôi. Mà còn có thêm quà tặng nữa là 5 chiếc quần lót màu sắc ngẫu nhiên. Như vậy là chúng ta có thể là giúp mình tự tin từ bên trong ra ngoài luôn, tạo được một cái vòng eo con kiến như vậy, một thân hình đồng hồ cát như vậy. Thì từ nay bao nhiêu trang phục đẹp trong tủ áo mình cũng có thể diện lên người rồi, đúng không nè? Chính xác rồi Nguyễn à. Và bên cạnh đó thì với sản phẩm của mình có thiết kế là chất liệu thun cao cấp nên rất là mềm mại và thoáng mát luôn. Mình có thể mặc một ngày là từ 8 đến 10 tiếng các chị em ơi, mà mình không có phải lo lắng là cái sự khó chịu, ngộp thở hay là nóng nực gì cả. Tạo một cái thói quen tốt khi mà chúng ta sử dụng đai nịt bụng định hình của thương hiệu Ami mỗi ngày trong mọi công việc trong cuộc sống các chị em nha. Với mức giá ngày hôm nay chúng ta mua sắm một lần là không tới 400.000 đồng, tức là 399.000 đồng, mà là combo 2 đai nịt bụng Ami, một đai lớn và một đai nhỏ hơn, giúp cho mình có thể là dễ dàng hạ size luôn, và từ đó giảm cho số đo cơ thể của mình là từ 3 cho đến 10 cm luôn đấy ạ. Hoàn toàn thoải mái các chị em nha, nhận tặng thêm 5 chiếc quần lót cao cấp nữa. Hãy nhanh chóng đặt hàng ngay trong một vài phút ngắn ngủi còn lại thôi. Các chị em mình có thể yên tâm khi mà sử dụng với chiếc đai nịt bụng định hình và giảm vòng eo Ami này. Và đặc biệt là khi mà mình thường xuyên mặc cảm vì vòng eo to và bụng mỡ sau sinh, hay là mình đã cố gắng giảm cân rất là nhiều rồi, nhưng mà vòng bụng lại là cái nơi mà mình giảm lâu nhất, khó nhất nữa. Rồi đôi khi công việc mình phải ngồi nhiều, ít có thời gian vận động, mình thường gặp phải chứng đau lưng, đau cột sống. Thì ngày hôm nay với đai nịt bụng định hình này sẽ hỗ trợ cho các chị em phụ nữ của chúng ta rất nhiều. Chính xác rồi như Nguyễn à. Và các chị em của chúng ta hãy sử dụng thử ngay đai nịt bụng Ami nha, giúp cho mình săn chắc vòng 2 và hỗ trợ nâng đỡ vòng 1 tự nhiên nữa. Sản phẩm có chất liệu thun cao cấp, mềm mại và thoáng mát nè, cùng với 4 đường gân quanh đai không bị xoắn, luôn ôm sát, hỗ trợ định hình cột sống và giúp chúng ta luôn thẳng lưng khi mình đi và đứng nữa. 3 hàng móc cài dễ dàng điều chỉnh size khi kích thước vòng eo đang giảm dần rồi. Hãy sử dụng mỗi ngày để cho hiệu quả bất ngờ luôn. Và từ đó thì mình sẽ an tâm mua sắm với mức giá chỉ là 399.000 đồng cho combo bao gồm 2 đai nịt bụng định hình và giảm vòng eo của thương hiệu Ami với 2 size khác nhau các chị em nha. Nhận tặng thêm 5 chiếc quần lót quyến rũ nữa, thoải mái diện mọi trang phục mình yêu. Hãy đặt hàng ngay bây giờ đi ạ. À, chúc cho tất cả các chị em phụ nữ của chúng ta sẽ luôn luôn tự tin vào số đo cơ thể của mình, và từ đó sẽ luôn luôn có niềm vui mỗi ngày các chị em nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt tất cả các chị em phụ nữ của mình, và hãy luôn theo dõi đồng hành cùng VTV Hyundai Home Shopping.